Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn khẩn gửi Ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan ở xã Hiền Quan, huyện Tam Nông của tỉnh Phú Thọ, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong lễ hội. Theo đó, thì công văn nêu rõ ngày 27 tháng 2 năm 2018 tại xã Tam Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, việc tổ chức lễ hội Phết Hiền Quang đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, không thực hiện theo kế hoạch của địa phương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đối với lễ hội này. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quang, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong lễ hội. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất phương án phục dựng lễ hội đúng với nghi thức của lễ hội truyền thống, đảm bảo tiết kiệm, văn minh lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp trong hoạt động lễ hội.